Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món đồ ăn rất là thú vị cho chị. Ok các bạn ơi, thì mình đang có một trái đu đủ, nửa trái đu đủ. Và bây giờ mình sẽ nạo cái vỏ, nạo cái phần ruột đu đủ ra. Và sau đó mình sẽ bỏ mì vào và trụng cho các bạn xem. Thì hôm nay là mình sẽ làm một cái clip là mình sẽ thử ăn mì trong trái đu đủ cho các bạn xem. Để xem coi cái cảm giác sẽ như thế nào. Và cái mì nó có ngon hay là không. Ok các bạn. Rồi ok các bạn ơi, cái trái đu đủ mình đã xong rồi. Đấy, mình đã xong, nạo xong sạch sẽ rồi các bạn ơi. Đấy, ok. Đó, cái tô nhìn rất là đã luôn các bạn ơi. Nghe rất hữu vị luôn. Đấy, tô bê lớn nè. Ở đây mình đã nạo ra riêng rồi. Đó, mình đi ngoài. Đó, vậy nè. Cái tô rất là to luôn các bạn ơi. Rồi rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cắt mì bỏ vào trái đu đủ này các bạn ơi. Đấy, cắt mì ra trước. Ngon quá. Rồi rồi, không hiểu vô. Ok bạn. Xem cảm giác như thế nào. Đấy, ok. Để mình nghe mới được. Cho bịt dầu quá luôn. Ăn cho cái này biết cảm giác như thế nào đây. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chế nước sôi vào các bạn ơi. Không biết thì ăn sẽ cảm giác sẽ như thế nào đây các bạn ơi. Biết nhiêu đủ chưa nữa. Rồi rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại các bạn ơi. Ừ, nước tràn ra.
Rồi, sẽ đẩy như thế này. Đấy, ok các bạn. Mình sẽ chờ cho nó chín các bạn ơi. Đấy. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ ăn cho các bạn xem. Đấy, để xem coi cái mùi vị mà mì trong mì được nấu trong trái đu đủ nó sẽ như thế nào, nó có ngon hay là không. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem. Mì rất là thơm các bạn ơi. Đấy, sẽ để gì? Do là trái đu đủ nó không có đứng được trên cái ghế nên mình phải nên cái tay mình, cái trái mình phải vịn mới được các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn đây cho các bạn xem. Cái nước thì nó có cái hơi khác so với lúc mà mình trộn trong cái tô các bạn ơi. Thì cái nước nó có vị mủ của cái chế độ đủ các bạn. Nó trộn vào thì cái nước nó là khác lạ luôn. Cộng mì thì không có gì thay đổi cả. Vẫn rất là ngon luôn các bạn ơi. Rất ngon luôn các bạn. Nói thiệt các bạn luôn á, đây là lần đầu tiên mình ăn mì trong trái đu đủ luôn các bạn. Cảm giác rất là lạ luôn. Bây giờ mình sẽ ăn cái miếng đu đủ trong khi mà mình trụng mì để xem coi cái miếng của nó như thế nào. Đấy. Ngọt quá các bạn ơi. Rồi, ok, giờ mình sẽ ăn mì tiếp. Thật sự thì mình rất thích ăn mì các bạn ơi. Mì mình thật sự rất thích ăn luôn. Mì thật sự mình rất là thích ăn luôn, rất là ngon. Đấy. Very good. Quá ngon luôn các bạn ơi. Chua chua mà cay cay nữa. Nếu các bạn muốn biết cảm giác của mình như thế nào, các bạn hãy làm thử giống như mình. Đấy, sự rất là ngon luôn. Ngon quá các bạn ơi.
Đây, và đây chính là cái tô đu đủ mà tô mì đu đủ mà mình vừa mới hết các bạn ơi. Đấy, thật sự thì cái hành giỏ đu đủ á, nó không có gì thay đổi các bạn ơi. Mặc dù nước rất là nóng nhưng mà nó không không có gì thay đổi cả. Đấy. Rồi. Ok, cái này ngon luôn. Đấy. Quá trời tuyệt luôn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay, các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Rồi, để ủng hộ cho mình và theo dõi mình nữa. Tạm biệt các bạn.